Bạn muốn làm giàu? Lấy ngay Saver88.me. Hệ thống chất lẻ Momo uy tín, thanh toán tự động 5 giây. Tắt 1 ăn 2,5, tỷ lệ ăn cao nhất thị trường. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Sâu, bà có sâu. Xong năm sau anh em quay trở lại cùng MNG trong C bình luận PK lên server. Và đây là MNG đến từ server Taiwan. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ Smart anh em nhé. Smart và server Taiwan nhưng không có full tư chất 15. Đó là cái điều server Taiwan vẫn chưa update kịp so với server Quy Quy. Nhưng mà tương lai mình nghĩ nó sẽ update thôi. Cái này anh em cùng chờ đợi. Đừng quên 30 giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Đó là 30 giờ mà C bình luận với Galen Server của MNG này nó sẽ diễn ra. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì còn có thể theo dõi kênh đầu vào YouTube để theo để hướng đến những clip mới nhất, những meta mới nhất, những võ sĩ mới nhất, những thông tin mới nhất đến từ thế giới KOF. Mình sẽ luôn cập nhật trên kênh DM YouTube này. Đấy, link thì mình để dưới phần mô tả nhá. Link kênh này mình để dưới phần mô tả, anh em có thể click vào đấy để sang đến kênh DM YouTube đó để xem cùng với mình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên đi. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Game đấu đầu tiên đó là Art đến từ server 23. Trang béo Billy kiểu năm ăn năm tanh này thì không biết như thế nào nó nhanh nhàng nhá. Nếu mà Billy mà trang béo hồi sinh 3 lần thì sẽ thắng Billy. Hồi sinh 2 lần thì tỷ lệ nó thấp hơn. Về cơ bản 3 lần nó sẽ tốt hơn 2 lần anh em ạ. Nếu như trang béo biết trước là trang béo hồi sinh 3 lần thì Billy sẽ khó ăn được trang béo. Kèo này lấy Google được nha anh em nhé, nhìn toàn đả này. Mày dám cầm chít quả, cầm chít xanh. Trang à, bắt buộc mày phải lấy thì không lấy vào xong với chúng tôi à? Chẳng có đi được.
tôi bổ mẹ đi kêu hồn thì thôi hỏng nó. Xem đi kêu hồn thì hỏng nó. Đánh không thấm. Giờ lại ngán đi ngán là chết hóa đi. Mẹ đập không vào nội tại của Billy được kìa. Vãi lại dính mẹ thiêu hồn ạ. À lại dính choáng ạ, cay nhỉ. Vãi lại choáng ạ. Cày nhè. Được ngay là mình nói các bạn ba mạng chứ chắc đã ăn được mày. Mình không nghĩ choi trang lại yếu thế. Đập không vào Billy luôn. Đập không vào nội tại của nó. Zero. Trang béo mà có ngày hẹo. Là ông nhờ. Mòn đi nha. Chê cả Benny à. Rio không lấy thì mình xin. Ngay là lấy Rio. Sai lần nó thì sai rồi. Quả cần giảm nộ thì không giảm nộ, đi sai lớn thì khác gì bảo nó tự giải đi. Ô, init xong không có tuyệt kỹ à? Ba số init.
Quả chí mạng nó chắc. À, không nổ chí độc chiêu kìa. Không nổ chí đánh thường kìa. Hay quá, cờ lắc không có độc chiêu kìa. Úi dồi ôi, bà còn đả. Ngộ vào. Của anh Tớt. Của anh Tớt. Ngộ vào của anh Tớt. Của anh Tớt. Biết ngay mà chống thế nào được. Sao của anh Tất thì của ai? Chúng ta cùng đến game đấu tiếp theo nào. Sai kỳ đến từ xe 121. À, Billy và Kula, kèo này vẫn là Billy thôi nhỉ. Oh, Kula không ăn được kèo này. Kèo này Kula không ăn được. Kèo này Kula không ăn được. Billy trâu quá đúng không? Để bao giờ mới đục được con Billy nhỉ? Mẹ. Vấn đề bao giờ đục được con Billy chúng tôi không biết. Mẹ đúng không? 6 tên nhỏ, 6 khiên nhỏ, 2 khiên to. Úi dồi. Chịu rồi, game này khó rồi. Chưa kể nó còn giải ứng xấu ra đấy nhé. 6 khiên nhỏ này còn 2 khiên to, mình thì không có đam để đập vào con Billy, chưa chắc nó đập vào được đến một khiên nào của nó. Kép. Nó hơi rén nhỉ. Không bằng được nó thì chỉ có đi bụi thôi. Đến đâu nhỉ mày? Sao hát không được khỏi được siêu rồi vậy mày? À, chưa đóng băng được phát nào. Nghe mình đấm gì mà. Nghe mình đấm gì. Đấy, lấy gì ra đánh đấm nó bây giờ anh em. Chứ hình dung là phải chơi như thế nào. Ồ, chí đào luôn này. Phun chí luôn. Phun
chí thì chịu. Hai thế thì chết ạ. Quýt thôi anh em nhỉ. Ra nhưng mà không có độc chiêu. Không ăn thua. Vẫn là không ăn thua. Mình cùng nhau đóng băng rồi. Nếu mà tình huống lên sàn nữa đến từ vị trí của Junho, anh em nhìn thấy sàn nó rất bé, vẫn nhìn thấy đúng không? Bây giờ cú lao được chiều đầu đến cuối, từ đây hết game. Đấy, phải giá mà độc chiêu cứ băng kép này ngay từ đầu phải nhàn nhã không? Nhàn nhã cái thân đâu, nhưng mà phải ngu đến tầng 8 rồi đâu. Phải đến tầng 8, tầng 9 rồi bố mới băng thì giải quyết vấn đề gì nữa. Nhàn nhã không muốn, mẹ cứ thích vất vả, khổ thật. Nhàn nhã không quen anh em. Đấy, thế phải nhàn nhã không? Không thích để cứ thích làm việc khó rồi. Ngáo thật ngày đầu đấy mình có phải nhàn không? Đấy, bây giờ thì lốt chưa? Diu lốt chưa? Trời ơi đấy. Mẹ ngay từ đầu mà nó cứ tộc chiêu lên tộc chiêu băng lên tỏi mình nhàn bao nhiêu. Nhưng mà rất tiếc cù làng lại không được làm như thế. Orochi của server 96 ấy, chúng ta có Billy đây. Mẹ kèo này ngược lại có khi mẹ cù làng kia nó băng cho mình thối mồm lại nhỉ. Có khi nó lại băng cho mình thối mồm lại. Nhưng mà không sợ, băng đơn thì băng đơn thì init giải ra được, thì sợ băng đôi. Sợ bằng đôi bằng ba thôi chứ mà. Bằng đơn thì chúng tôi lo được. Ờ, à, con này hồn gì nhờ, hồn rùa. Đấy, mẹ biết ngay rồi. Anh em thấy không, mẹ bất công không? Mẹ. Anh em thấy có sự bất công nhẹ nhẹ không? Vừa nãy mình cầm thì cũng vừa lên độc chiêu băng băng mẹ băng băng đôi. Bây giờ nó cầm cái thì có khi Billy của mình mẹ khóc hận luôn cả game. Đấy, mẹ đời oan trái. Trái ngang nó vừa phải rồi mẹ. Trái ngang quá thể. Ngang trái thật sự anh em ạ. Có khi Billy khóc hận luôn cả lên. Đấy. Ngang trái.
Ai đó làm ơn nói với tôi tại sao nó lại ngang trái đến như vậy. Nó vừa vừa phải phải. Ngang trái quá rồi. Trái vừa vừa, ngang trái quá thì ai chơi? Athena phù thủy. Chúng ta vừa vừa phù thủy vừa áp ủy luôn. Athena này có đuôi như nhỉ? Đại đóng băng rồi. Đóng băng để dính giảm độ. Đấy, mình chọc nó có choáng quả nào đâu. Vừa nãy mình nó chọc mình choáng yên tội. Không lên được nộ ấy. Mày không chọc được choáng nó nữa chứ lệ. Bất công thế. Bất công thật sự. Có một sự bất công nhỏ nhẹ nhé. Nào, nó xem bất công đến đâu nè. Giờ mình mang 5 lép vào dồn nó đi. Đấy, lại đến thằng kia đâu. Sợ Kula nó băng mình thua đây nha. Kula này mình vẫn thua. Vật cổng. Tôi khẳng định với anh em là tôi vẫn thua. Mày quá, Kula nó lại không băng phát này. Mày chọc quá quá sao nào. Chóng phát thì thắng được. Mẹ xin một quả choáng mà nó cũng khó khăn. Ê lệ. Ô mày. Biết là mày hay khôn. Thật game đấu mình cảm thấy nó cứ thế nào nó dở hơi thật sự nha anh em nhá. Mẹ nó dở hơi thật sự. Chúng ta cùng đến game đấu tiếp theo nào. Quá dở hơi. Omega Lugo sẽ ở 42 sẽ đối thủ tiếp theo. Chúng ta có Kula, Hotaru, Cao Phẩy, Terry. Taru à? Terry à? Mẹ kẹo này cũng ghê. Kula nó băng mình. Nhưng Kula gặp Cao Phẩy thì cũng cắt tinh. Trước nó để tay đầu nhìn mệt nhá. Mình đánh trước. Đấy, cả một cái khiên rồi. Ngon rồi.
Black shoe. Boy, I'll stay here. Get up. Hợp lý không anh em? Tí nữa giết được con Kula. Người như thế này là cũng là hợp lý rồi. Như thế này, ui ôi, vào bút độ Otari à. Như này là cũng hợp lý rồi, sao mình lại hợp lý rồi. Get ready. Anh em hợp lý không? Anh em thấy hợp lý không? Nhìn nhảy nhẽ mình gì, các phẩy giết luôn được những này. Dùng cao phẩy và Tally trước thì con Kula này vẫn sẽ lửa. Có khi nó không còn nội tại nữa mà lên. Get ready. Vẫn chết, may thế. Cho Tay nó về nội tại vàng luôn anh em, đúng không? Tay nó không thể về được nội tại vàng trong bất kỳ tình huống nào khi mà có cái giảm nộ đến từ con hoa tao hù kìa, rất tuyệt vời. Và clip này mình cũng xin phép được tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. See you again.